Alo, chào các bạn. Rất vui được gọi lại các bạn. Mình là Phương Thị Ca. Hôm nay thì tiện thể phải đều lại một cái phần mặt bằng ấy, thì mình làm luôn một cái phần video để hướng dẫn mọi người. Thì mình thấy cái này cũng cũng khá là nhiều bạn hỏi. Các bạn mà đã đi làm rồi thì các cái phần đồ mặt bằng nó không được không khó lắm đâu. Nhưng mà với các bạn mà còn mới ấy, thì cái việc mà phải làm phải đồ một cái phần mặt bằng mỗi ngày thì nó sẽ có nhiều khó khăn hơn. Ở đây thì mình đang có một cái phần mặt bằng của một cái chung cư, và hiện tại thì với cái phần layout như thế này thì nó đang không có một kích thước nào cả. Thế thì với dạng mặt bằng như này thì các bạn có thể phải đoán một số kích thước cụ thể. Ở đây thì mình có thuận lợi hơn là khi mà cái người mà đưa cái đầu bài ấy đi hiện trạng, người ta đo lại được một số kích thước và mình có thể sử dụng dựa trên cái thằng này. Bây giờ thì mình sẽ dùng két để mình đổ lại cái phần mặt bằng đấy. Chúng ta cùng nhau đi thực hiện một cái phần. Mình sẽ mở một cái file mẫu nha. Chúng ta cùng đi thực hiện một cái phần mà chúng ta đổ lại một cái phần két như thế xem như thế nào. Xem nào. Đây rồi. Đó, mình có một cái file mẫu như này. Trước tiên thì các bạn vứt cái ảnh này vào trong két. Đúng không? Việc này thì rất là đơn giản rồi. Các bạn cứ cầm ở phía ngoài xong các bạn vứt vào phần nền két thì nó sẽ có một phần ảnh như này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phải dựa trên cái tỷ lệ đi hiện trạng để chúng ta lấy lại một cái tỷ lệ cụ thể. Ở đây thì đây là cái kích thước mà đi hiện trạng. Ở đây mình đang thấy có hai cái kích thước mà chúng ta có thể đoán được này. Đây là người ta đo lại nhá. Mình có một cái kích thước ở đoạn từ điểm này đến điểm này, nó đang là 3170 và 2970. Cái này thì do là bên xưởng người ta đi hiện trạng cho nên là cái mức độ đo đến chính xác đến mm nó cũng không có. Cho nên là hiện tạm thời mình sẽ sử dụng cái kích thước này để chúng ta đẩy lên một cái mặt bằng đã. Sau này thì khi mà làm các phần đồ này ấy, thì sẽ phải, tức là thông thường thì khi đóng đồ ấy, các cái phần này người ta sẽ, nếu mà không quá bị kích, giả sử như những cái vị trí âm tường này thì mới gặp vấn đề thôi. Còn lại với những một dạng mặt bằng như thế này thì nó cũng không bị kích lắm cho các phần đồ, cho nên là chúng ta vẫn có thể sử dụng luôn cái kích thước này để làm cái phần mặt bằng được. Ở đây thì mình à nhá. Ở đây thì mình lấy một cái kích thước này là 3170 đi, là từ đoạn này đến đoạn này đúng không? Dựa trên kích thước đó thì các bạn vẽ một cái đường line là 3170 này, như này. Đấy. Một cái đường line như thế này. Sau đó thì chúng ta vẽ một cái đường line nữa tính từ điểm này đến cái điểm này theo đúng như cái phần mà chúng ta đo trong kia, thì mình sẽ được một cái đường line như này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái tỷ lệ của thằng này, chuyển về thằng này. Đây. Mình sẽ dùng lệnh align để mình làm cái việc đó. Chọn này, chọn cả đối tượng nhé, cả thằng này. Thì mình sẽ bắt vào đúng điểm. Đây. Bắt điểm này về đây. Thì nếu mà với một cái phần mặt bằng mà được tức là được in ra, được xuất ra với một cái tỷ lệ nó hình chiếu nó tốt như thế này ấy, thì cái việc mà chúng ta làm một cái phần scale từ cái thằng này xuống để lấy tỷ lệ nó cũng khá là ổn để chúng ta có thể sử dụng được. Và chúng ta có các kiến thức về kiến trúc thì chúng ta sẽ điều chỉnh được chính xác. Ở đây thì các bạn đã có thằng này rồi thì cái việc vẽ nó sẽ không khó khăn lắm đâu. Ví dụ nhá, khi mà mình vẽ thì ở đây mình sẽ tạm thời mình cứ lấy như thế này. Các bạn cứ lấy, nếu mà không cần phải quá và chính xác thì chúng ta cứ vẽ lại đúng theo các cái phần này. Ở đây là đồ thôi. Đó. Ở đây. Được chưa? Dần dần các bạn đi hết tất cả các cái phần đường này. Thế thì thông thường với hiện trạng thì các bạn đồ lại để làm gì? Chúng ta đồ lại các phần hiện trạng để chúng ta dùng là các mặt bằng nội thất sau này. Ở đây là trong trường hợp mà chúng ta không có sẵn các bản AutoCAD mà các bạn chỉ có các phần ảnh như thế này thôi. Các dự án nếu mà nhận được thì hẳn nhiên là các bạn sẽ bị tình huống như thế này đúng không? Mình sẽ kéo nó ra đây để mình load nó vào đây. Đấy, mình kéo ra này mục đích. Ok. Mình kéo ra như này là mục đích để sau này khi mà mình gióng ấy nó sẽ thẳng và vuông góc đúng không? Trong trường hợp mà các bạn bắt được điểm này, bắt được điểm này thì cái khả năng nó cùng một cái đường thẳng nó sẽ khó hơn. Đấy, thì hiện tại các bạn nhìn thấy này, mình đã vẽ được thằng này rồi.
tiếp theo những thằng khác. Tất nhiên là khi mà các bạn vẽ xong thì các bạn phải điều chỉnh. Các bạn phải điều chỉnh khá là nhiều thì chúng ta mới có thể trở về được một cái mặt bằng mà chúng ta có thể dùng được nhé. Đây, lần lượt mình sẽ làm các cái phần như vậy. Đây. Đây nữa đúng không? Đây này, các bạn nhìn thấy không? Khi mà chúng ta đưa như này này, nó sẽ bắt đầu gặp vấn đề. Đấy. Trong tình huống như này đúng không? Đấy, thế thì ở trong tình huống như này thì chúng ta cứ đưa thôi, chúng ta đưa dài ra như này, xong rồi chúng ta chìm đi. Đấy, tạm thời các bạn đã được một cái đường như này. Sang bên này, chỗ này thì các bạn có thể dùng rectangle tăng để các bạn vẽ cho nó nhanh. Đây, vào vị trí này. Rồi, chỗ này lại có một cái phần góc. Tạm thời chúng ta cứ sử dụng các phần chém góc như này nhá. Đây. Vẽ đúng như cái hình nền mà chúng ta đang có. Tí nữa chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái độ dày của tường để cho nó chuẩn xác. Bởi vì hiện tại như mình vẽ như thế này ấy, thì các bạn sẽ thấy là các cái phần tường thẳng nhau nó cũng hơi chênh. Đúng không? Bởi vì mình chỉ bắt điểm như thế này thôi, không gióng theo một cái gì cả. Tí nữa chúng ta sẽ sửa lại cái thước chuẩn xác cho nó. Lần lượt. Cái này thì các bạn thấy là nó không khó. Nó không hề khó một chút nào. Và với cái dạng mặt bằng mà có một cái tỷ lệ in nó tốt như thế này ấy, thì chúng ta làm nó cũng khá là nhanh thôi. Đó. Chúng ta làm cũng khá là nhanh thôi chứ còn. Bình thường ấy có những cái mặt bằng mà nó chụp kiểu như này. Đúng như cái hiện trạng này luôn, chụp như này và yêu cầu các bạn vẽ lại thì thằng này nó khó khăn hơn, các bạn phải đoán rất là nhiều kích thước. Nhá. Ở trong này khó khăn, các bạn nhìn thấy những vị trí như này không thể đoán được. Đây, khoảng này rất nhiều cái rồi các vị vần vệ trinh này, nếu mà các bạn phải vẽ lại cả một cái mặt bằng mà chỉ có chụp theo kiểu nghiêng nghiêng như này thì cái việc vẽ lại của các bạn sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang có một cái mặt bằng nó có vẻ ổn, nói thật là nó ngon lành như thế này thì chúng ta rất là dễ để chúng ta có thể đổ lại được nó. Ok, tạm thời thì mình có một mặt bằng như này. Mình sẽ lại dịch chuyển thằng này ra ngoài. Đấy, đây là một mặt bằng của mình. À, và chúng ta sẽ gióng lại các cái phần đường này. Các bạn nhìn thấy này, khi mà chúng ta vẽ sơ bộ ấy, những thằng này nó sẽ không thẳng nhau, đúng không? Nó cùng một bức tường thì nó phải thẳng nhau, không thể nào mà nó lệch nhau được. Ở đây chúng ta đưa, các bạn cứ gióng để các bạn chỉnh thằng này trước. Rồi sau này chúng ta sẽ dựa trên một cái phần nền này chúng ta chỉnh lại kích thước thực tế, à, kích thước mà nó chuẩn xác hơn. Ở đây giả sử như mình gióng đường này, các bạn sẽ thấy này, thấy không, nó sẽ bị sai khác như vậy. Đó, các bạn đi từng phần một, cứ cách một quãng thì các bạn sẽ thấy nó có những cái phần nó bị lệch, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải gióng lại kiểu như này. Cho vị trí này thì nó không, cái trong vệ sinh này nếu không làm nội thất thì nó không ảnh hưởng nhiều, các bạn có thể là bỏ qua. Còn trong trường hợp như này thì chúng ta phải gióng từng phần một, được chưa? Đấy, cứ tương tự như vậy mà làm. Mình sẽ gióng từ thằng tường trên đúng không? Trong trường hợp này, nếu mà chúng ta nó xít quá thì các bạn có thể kéo ra, các bạn kéo lại thì nó mới chuẩn xác nhé. Rồi từ những thằng tường này, các bạn cũng gióng tương tự như vậy, nó sẽ ăn từ bên kia, bên này sang bên kia, đúng không? Thì chúng ta có đoạn này thì các bạn có thể cứ kéo như này, sau đó các bạn kéo lại. Đấy, cả những vị trí như này nữa. Bởi vì là có thể khi mà chúng ta bắt nó sẽ sát quá, không thể nào mà chuẩn xác hẳn được, cho nên là chúng ta cứ đưa như vậy. Các phần phía ngoài này cẩn thận hơn thì chúng ta đưa lại, được chưa? Này, tí nữa chúng ta sẽ phải chỉnh từng phần tường một ở bên trong. Đây, thằng này đúng không, còn thằng này nữa. Thằng này thì nó sẽ liên quan đến cái vị trí này. Đây, vị trí này đưa vào, xong là vị trí này đưa vào, được chưa? Này, tạm thời đây, đây nữa, một vị trí này nữa, chúng ta có chỗ này đưa vào đấy, thẳng rồi. Tiếp theo, nếu mà chúng ta lấy điểm này làm gốc thì chúng ta sẽ có thằng này đúng không, đưa lại. Với két đời mà 207 208 ấy, thì mình chưa chắc là nó có cái điểm trung điểm này đâu nhá, các bạn có thể phải dùng stress để các bạn làm ấy. Còn lại thì những cái đời cao hơn thì nó đang có cái trung điểm này để các bạn có thể kéo và bắt.
nó có vẻ nó tiện lợi hơn rất là nhiều, đúng không? Ở đây mình sẽ kéo nốt thằng này. Lỗi, chúng ta cái đoạn này chúng ta kéo chưa nhỉ? Thằng này kéo rồi đúng không? Đây, còn vị trí này nữa. Trí này. Nếu mà cẩn thận thì các bạn cứ làm theo vòng tròn thì chúng ta sẽ đỡ bị sót hơn. Chúng ta cứ chạy vòng tròn một lượt. Thì chúng ta cứ đi theo một vòng tròn như này. Để hết phần nào thì làm phần đấy. Thì mình nghĩ là như thế thì nó sẽ đỡ cái việc mà các bạn bị bỏ sót một cái đối tượng nào đấy hơn. Đấy, thì bây giờ ở đây mình sẽ kéo lại này. Đây, mình sẽ kéo lại. Ok. Đấy, tạm thời chúng ta được một cái phần như thế này. Thế thì bây giờ để check thì bình thường nếu mà các bạn đo ấy, các bạn đo thực tế thì nó sẽ ra một cái kích thước gọi là nó không được ok cho lắm. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái phần kích thước bên trong dựa trên cái bảng hiện trạng này để chúng ta lấy kích thước của bề bên trong. Ở đây thì nhìn đây nó không rõ lắm luôn. Khoảng cách này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái phần đồ. Nha, nó lệch một tí không sao vì nó không ảnh hưởng nhiều đến phần đồ. Nhưng mình thấy nhá, các phần vị trí tường này này. Các vị trí tường này các bạn sẽ thấy ở đoạn này lúc ấy chúng ta kéo nó đang là mình sẽ tăng cái kích thước là đim lên đã. Đây. 3170 chưa? Mình sẽ đánh lệnh DI để chúng ta check chuẩn xác của nó phải 3170 không. Đây, phía dưới này. Nó là 3169.7. Vậy thì cái khoảng cách này nhá. Nó đang không ok lắm. Đấy, nó chưa được chuẩn xác lắm. Thế thì chúng ta có thể kéo bằng cách như này. Offset. Đúng không? Nó sẽ là 3170. Đấy, offset sang bên này. Đây, thì khoảng này nó mới chuẩn xác là thì chúng ta có thể là sử dụng lệnh stretch để chúng ta kéo hoặc là kéo từng lại từng cái một như này thì nó mới chuẩn 3170 nhé. Lấy một cái kích thước này đã. Được chưa? Rồi, cái tường này thì có thể nó không phải 135, thông thường với dạng tường này chúng ta sẽ có là 140. 140 như này. Đấy. Thì cái khoảng này chúng ta sẽ kéo lại. Được chưa? Nếu mà các bạn sửa cẩn thận thì sẽ sửa toàn bộ trên các phần diện tường khác nhau. Nhưng mà nếu mà nó không ảnh hưởng nhiều đến cái đồ nội thất ấy, thì các bạn vẫn có thể chấp nhận được cái vị trí tường đấy là theo như thằng này luôn nhá. Bởi vì là khi mà chúng ta ra thằng này 135 có vẻ nó không đúng lắm. Đúng không? Rồi. Nếu không thì chúng ta để thằng này 135 được, tương tự như tất cả những thằng kia. Đấy, theo đúng cái hình mà chúng ta vẽ. Mình sẽ kéo lại thằng này là 5 nhé. Rồi. Được chưa? Một số vị trí các bạn có thể chỉnh lại. Theo hiện trạng thì góc này là bao nhiêu? Góc này là 2970 đúng không? Chúng ta thử đo xem. Nó có ra kích thước đấy không nhá. Đấy, thằng này thì lệch 3 ly này. Đoạn này nó là bao nhiêu? Đoạn này là 137. Thấy chưa? Còn nếu mà đã làm 135 thì các bạn làm 135 hết. Nhá. 135. Chúng ta vẽ 135 như này. Rồi, stretch toàn bộ những thằng này về như cũ. Đấy. Như này thì bắt đầu nó sẽ gần hơn với 2970. Ngon lành rồi đúng không? Rồi các vị trí tường này. 143, 243. Đấy. Tất nhiên là nó sẽ không lệch kiểu như này, cũng 243 luôn. Rồi, mình sẽ kéo nó ra phía ngoài cho nó thành 245 nhá. Một kích thước rất là khó chịu. Đây thằng này mình sẽ kéo nó ra. Các vị trí này. Đấy, 245. Thằng này 245. Thằng này 137. Khoảng này thì chúng ta sẽ xem lại xem là dim nó như thế nào. Khoảng này mình đang thấy dim từ điểm này đến điểm này là 37 76 376. Thử dim xem sao. Đấy. Nó đang là 3767. 7 ly đúng không? Khoảng này là bao nhiêu? 35. Chúng ta sẽ kéo nó 376. 3767. Kéo này lên 7 đúng không? Kéo đúng kích thước đo. Đấy là chúng ta coi 376 à. À mình mất 100 cơ. Đúng không? Chỗ này nó là 376. 376 cơ. Đoạn này của mình là bao nhiêu? 366. Mất 100 cơ. Có vẻ như nó sai sai gì đó ở đây. Đúng không?
Sai, nó đang sai khác với thằng kia. Rồi, chúng ta cứ lấy theo hiện trạng nhé. Ok chưa? Đấy, một số cái mà chúng ta check ở vị trí này nữa. Cái vị trí bếp, chúng ta sẽ xem lại xem nào. Cái khoảng này rất là khó để theo dõi được cái khoảng này. Cái này thì mình sẽ phải check lại vì cái này là người ta đo ở một cái điểm mà không có căn cứ đâu cả. Nếu mà chúng ta đo từ mép cửa này trở về đây nhá, thì cái chúng ta đo từ mép cửa trở về đây ấy, thì cái căn cứ từ điểm này nó rất là tốt, nhưng mà nếu mà đo như này thì hơi khó. Cái này người ta đã đánh dấu vị trí bảng điện tận này, không check được. Đó. Tính từ mép này đến mép này là 2130. Chúng ta check lại một lần nữa ở trên này xem nào. Không ra kích thước đấy. Thấy không? Chúng ta thử xem lại tí nhá. Đây này, đây người ta đang đo đây là 2130. Chúng ta đo ở đây được bao nhiêu? 21 thiếu được khoảng mười mấy nữa đúng không? Đúng. Rồi, mình sẽ đẩy thằng này lại với 2130. Như này. Chênh sang đây. Mình sẽ kéo cả thằng này. Chưa? Cửa này thì đo lại thế nào? Cửa này thì thông thường chúng ta sẽ là 750. Đấy, thì nó sẽ như này. Kéo lại. Đấy. Để chỉnh chuẩn xác nữa thì chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn. Ở đây mình sẽ đo các khoảng cách. Thằng này nó sẽ là 900 này. Thằng này 900. Đấy. Rồi. Cửa này. Cửa sổ chúng ta tự đo xem nào. 1 mét. 1190 này. 1190. Từ đây. Qua đây. 1190. Rồi. Lấy lại. Tiếp chúng ta check lại các vị trí này đúng không, 900 ok không đấy. Các bạn lần lượt làm như vậy để chúng ta check. Thông thường với các cửa thì người ta lấy tròn số chứ người ta cũng không lấy 89 gì cả đúng không. Cái này nó là 750 này, cái này nó khá là vừa. Nhưng mà các bạn vẫn kéo lại nhé, nó sẽ lệch mấy ly, nó sẽ lệch không phẩy mấy ấy, nó rất là khó chịu. Cho nên là các bạn tốt nhất nên kéo lại. Thằng này là 11. Cửa này thì người ta cũng không đo. Cửa này không đo. Thì mình sẽ lấy thằng này nó là 1m1 nhé. 1m1. Tính từ điểm này đi. 1100. Đấy. Mình sẽ kéo lại cái đường này. Ơi. Đấy, vậy là chúng ta đã đổ xong một cái phần mặt bằng về tường. Bây giờ các bạn chỉ có đi làm lại cả các phần này. Thì đơn giản là chúng ta kéo lại như này thôi. Mình sẽ chuyển những thằng này nhá. Ok, mình sẽ chuyển lại nói tăng lên cho nó phấn khởi tí nhỉ. Đây, mình sẽ chuyển lại những thằng này. Không đúng như cái thứ nhất ở đây là cửa sổ này. Vị trí này nó là... À, thằng này ăn cả ra ngoài này đúng không? Có, đây là vách kính. Đấy, đây là vách kính. Mình sẽ lấy cái thằng này luôn sang đây. Đây là vách kính ăn ra đây. Vẽ luôn như này. Rồi. Các vị trí này thì sau này mình sẽ để nó là nét thấy nhé. Chuyển nó thành nét thấy luôn. Rồi, chỗ này là ban công cái gì? Đúng không? Lấy cái nét này. Có sang đây. Kéo lại. Lại là bao nhiêu? Này 100. Mình vừa bắt trượt. Rồi. Đâu nữa? Chỗ này cửa lùa đúng không? Chỗ vị trí này có cái cửa lùa, tạm thời để kéo băng ở đây đã. Rồi các vị trí khác đây nha, các vị trí khác thì mình chỉ còn các phần cửa thôi.
Phần cửa thì mình sẽ lấy sẵn một cái mẫu cửa vào. Ở đây cửa đi xem nào. Đây. Có nét cửa không ta? Thôi, không có nét cửa, mình sẽ để nét thấy nhé. Thằng này. Đây. Mở như này. Kéo lại này, kéo lại này, kéo lại này. Đấy. Các bạn lần lượt làm cho tất cả các phần này. Chỗ này nó đi di chuyển như nào? Phần này quay vào trong đúng không? Đấy. Rồi, cửa vệ sinh. Này. Vứt vào đây. Quay lại. Đúng chưa? Thế thì cái tường này bị sai. Các bạn thấy cái tường này nó bị lệch không? Lệch so với cái tường này không? Tường bên này chúng ta đang lấy là bao nhiêu? 135 đúng không? Tường này 137. Kéo lại nhé, 135. Thấy chưa? Rồi, ok. Đấy, và chỗ này là một cái cửa nữa. Cửa này thì mở vào trong à. Đúng không? Chuyển nó thành hai cánh. Nó không lệch được như khi kia đâu. Mặc dù là dynamic nhưng mà nó cũng không đặt được cái cánh cửa lệch. Chúng ta cứ để tạm thời nó bằng nhau như này. Này mình không kéo xong được đâu. Nào. Đây nhá, không kéo lệch như này được. Tạm thời để như này. Nó không ảnh hưởng nhiều. Ok. Đó. Đây là một cái phần mà chúng ta đồ làm mặt bằng, còn lại các đồ nội thất bên trong thì bắt đầu chúng ta sẽ phải bố trí vào. Cái này phải dựa vào một số nguyên lý của cái kích thước của đồ thì chúng ta mới vẽ được, chứ không thể nào đồ ở trên mặt bằng này nhá. Rồi, các bạn có thể hack vào cho nó ngon lành. Đúng không? Hack những thằng này vào. Chọn mẫu hack này. Đây, tăng cái này lên. Chuyển thằng này thành. Đó. Mình sẽ lấy nó thành nhất hack. À, ok chưa? Ôi, cảm ơn các bạn. Hy vọng rằng cái một phần video hướng dẫn như thế này thì nó cũng mang lại một chút cái kiến thức và cái ý nghĩa cho các bạn khi mà các bạn làm các phần mặt bằng. À, và cái cách thức mà mình làm các bạn có thể hiểu được và các bạn sẽ làm cho nhiều mặt bằng khác nhau. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo.